Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ và tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo xây nhà ở. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Hầu A Lệnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Về phía tỉnh Đồng Nai, có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên trong đoàn công tác. Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Nai đã trao số kinh phí hỗ trợ 3 tỷ đồng để Nghệ An thực hiện chương trình. Nghệ An hiện có trên 15.000 hộ đang có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà ở. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, cơ bản xóa nhà ở tạm bợ, trong đó xây dựng mới 9.200 căn và sửa chữa 6.100 căn, giúp người nghèo, người khó khăn sớm an cư lạc nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Đến nay, sau hơn 2 tháng triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng sửa chữa được hơn 1.700 nhà kiên cố. Phấn đấu trong năm 2023, tỉnh sẽ thực hiện sửa chữa xây mới khoảng 5.500 nhà. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình kinh tế xã hội, đồng chí Hầu A Lệnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh thời gian qua. Trong đó có công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, đề cập đến chương trình hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai cho 8 tỉnh phía Bắc. Trong đó có tỉnh Nghệ An, do Ủy ban Dân tộc Chính phủ kết nối. Đồng chí Hầu A Lệnh trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tỉnh Đồng Nai đối với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa cụ thể hóa nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa 14 phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ, món quà dù không lớn, song thể hiện tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai với những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An, qua đó sẽ tiếp tục gắn kết tình cảm gắn bó sâu sắc hơn giữa hai tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, tỉnh xem đây là tình cảm rất đáng trân quý, là động lực để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng nguồn kinh phí này hiệu quả đúng mục đích. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc Chính phủ, tỉnh Đồng Nai trong quá trình thực hiện chương trình cũng như quá trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ và tỉnh Đồng Nai đã về khu di tích Kim Liên, dân hoa dân hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, là trung tâm công nghiệp và dịch vụ, một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Biết ơn, kính trọng, tự hào về Bác, đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai và Nghệ An nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.